Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Mai Sen và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu chưa, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Mai Sen và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, đất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai chỉ trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người có những biến đổi, có những biến đổi tích cực, nhưng cũng có những biến đổi tiêu cực. Tích cực là từ một người xấu sang một người tốt, từ một người tội lỗi trở thành một người thánh thiện, tình trạng xấu đáng trách sang tình trạng tốt, dễ mến và đáng thương. Đó là khuôn mặt của Maria Magdalena, khuôn mặt của Agustino, khuôn mặt của Gia-cêu trong tin mừng, và cũng nhiều nhân vật khác trong Kinh Thánh và trong đời sống giáo hội. Như thế, những cuộc biến đổi thật cần thiết biết bao cho con người, nhưng phải là một cuộc biến đổi tích cực, từ xấu sang tốt, từ tội lỗi sang thánh thiện, từ hung dữ trở thành hiền lành. Abraham hôm nay đã có được sự biến đổi khi ông nghe tiếng gọi của Chúa. Trong hành trình cuộc đời của ông, từ khi nghe tiếng Chúa là một tiến trình biến đổi hằng ngày. Từ một người nghe được tiếng Chúa, ông không tin, đến tin, từ tin đến tin tuyệt đối, và chỉ tin vào một mình Thiên Chúa, để rồi minh chứng tình đức tin ấy bằng chính việc ông đã sát tế con trai duy nhất của mình. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng biến đổi. Sự biến đổi của Ngài đến kinh ngạc. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Tin báo vinh quang phục sinh huy hoàng sau khi Ngài chu toàn ý cha, đón nhận đau khổ và sỉ nhục, đòn vọt và chê bai. Và Ngài cũng muốn chúng ta được biến đổi để nên giống như Ngài sau hành trình trần thế đầy những đau khổ, sỉ nhục và vất vả của một kiếp người. Sự thay đổi mà Chúa Giêsu đem lại không đơn thuần là một lớp son tô điểm bên ngoài, cũng không chỉ thay đổi biến xấu xí thành đẹp đẽ, biến ác thành thiện, mà Chúa Giêsu biến đổi, Ngài thay đổi mọi sự từ bên trong. Ngài tạo ra một sự thay đổi mới, một con người cũ trở thành một con người mới, một tạo vật tội lỗi trở thành một tạo vật tinh tế. Như thế, Chúa tái tạo người đó, biến tội nhân thành công chính. Ngài làm cho người đó thành một con người hoàn toàn mới. Đứng trước sự biến đổi của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta hãy phải có sự hy sinh, phải cộng tác phần của mình một cách chủ động vào trong đó, như Phao-lô đã tha thiết mời gọi con của mình là Ti-mô-tê trong bài đọc 2 chúng ta nghe: Con hãy cộng tác vào trong công việc loan báo tin mừng với cha. Những ngày chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc biến đổi tích cực cho cuộc đời của mình. Tôi mời gọi những ai đang ở trong tình trạng xấu hay tội lỗi, hãy can đảm mạnh dạn biến đổi và cầu xin được ơn biến đổi để trở nên tốt
và thánh thiện. Những ai đang ở trong tình trạng tốt thì hãy nên tốt hơn, thánh thiện thì càng thánh thiện hơn. Đó là điều mà Chúa Giêsu mong muốn, và đó cũng là điều mà nhờ bí tích thánh thể mỗi người chúng ta được biến đổi nên giống Đức Giêsu Kitô. Amen.